mời cô Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1980 vào phòng khám. Chào chị, mời chị ngồi. Dạ chào bác sĩ. Tôi là bác sĩ Hoàng Ngọc Lợi, phụ trách phòng khám hôm nay. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi bệnh chị và khám cho chị nha. Dạ. Mình tên đầy đủ là gì vậy chị? Dạ tôi tên Nguyễn Thị Nga bác sĩ. Mình bao nhiêu tuổi rồi? 40 tuổi bác. Mình đang làm công việc gì vậy chị? Tôi làm nhân viên bán hàng online bác sĩ. Hôm nay mình bị như thế nào mà đi khám vậy? Dạ, tại vì tôi thấy khó chịu ở vùng bụng á bác sĩ. Cụ thể cái khó chịu này là ra sao chị? Tôi thấy hơi đau ở đây nè bác. Chỉ có đau thôi hay là còn gì khác không? Dạ tôi cũng thấy đầy bụng nữa bác ơi. Ăn không có ngon bác. Các triệu chứng này là mình bị là bao lâu rồi chị? Cũng chừng khoảng 3 tháng nay rồi bác sĩ. Lúc đầu thì tôi thấy đau nó không có rõ lắm. Nhưng hôm nay thì thấy làm như rõ hơn đó bác. Dạ. Lần bệnh lần này nè, thì chị có thấy nó có gì đặc biệt hơn không mà bữa nay mình đi khám? Cũng có bác ơi. Tại vì 2-3 tuần nay là tôi thấy đau tăng đó bác. Bụng nó lình bình. Mà sau khi ăn nó làm như khó chịu, giống như muốn ói bác sĩ. Một tuần nay thì chị thấy cái chuyện đau bụng này nè, nó có xuất hiện thường xuyên hơn không? Dạ, trong tuần nay thì tôi thấy là tôi đau 2 lần á bác. Mà có bữa thì ngày đau 1 lần. Mỗi lần đau bụng thì nó đều kèm lình bình bụng với buồn nôn, đúng không chị? Dạ đúng bác. Tôi thấy đầy bụng với lình bình thì cũng lâu rồi bác ơi. Chỉ có buồn nôn là làm như mới đi thôi. Dạ. Thì chị thấy cái mức độ nặng của cái lình bình bụng với buồn nôn này như thế nào? Tôi thấy là đầy bụng với lình bình thì trung bình rồi bác. Buồn nôn thì ít hơn bác sĩ. Dạ. Chị có thấy là sau bữa ăn cái hai triệu chứng này nó có nhiều hơn không? Cũng không hẳn bác sĩ ơi. Tôi thấy có bữa nó tăng, có bữa không. Nhưng mà nếu tính chung thì khoảng phân nửa số bữa ăn thì tôi đều cảm thấy tôi bị như vậy. Dạ. Từ lúc bị cái triệu chứng này tới giờ chị có đi khám hay là điều trị gì ở đâu chưa? Dạ cũng có, tuần rồi thì tôi thấy khó chịu, tôi có đến nhà thuốc Tây với bác. Mua thuốc uống. Thì lúc đầu là thấy có giảm á bác, nhưng mà không hết. Từng nay thì đau lại nữa rồi bác ơi. Thì chị biết quan tâm đến sức khỏe của mình thì rất là tốt. Tuy nhiên á, cái việc chị tự ý mua thuốc thì cái này không nên chị nha. Tại vì thuốc ngoài tác dụng điều trị, nó còn tác dụng phụ của nó nếu mình không sử dụng đúng chỉ định và đúng liều. Nên lần sau chị nhớ đi khám, rồi bác sĩ sẽ điều trị và cho thuốc chị nha. Dạ, tôi hiểu bác sĩ. Chị có nghĩ vì sao mình bị như vậy không chị? Không biết là có phải tôi để lâu mà không chịu đi khám không nữa bác sĩ. Với lại một phần nữa tôi sợ giống bà chị họ tôi quá bác sĩ ơi. Chị ấy bị như thế nào chị? Dạ, lúc đầu thì chị cũng ấy cũng bị đầy bụng á bác sĩ. Nhưng mà sau đó lại thành ung thư. Dạ. Chị ấy hiện bao nhiêu tuổi rồi, với tình trạng hiện tại ra sao? Chị ấy mất rồi bác ơi. Dạ. Chị tội nghiệp chị lắm, chị mới 60 tuổi à bác. Dạ. Thì rất tiếc cho chị ấy. Thì tuy nhiên không phải ai bị đầy bụng thì cũng là ung thư hết chị nha. Chị đến đây khám thì chúng tôi sẽ lo lắng về tình trạng bệnh của chị. Dạ. Bác ơi, như thế nào thì mình mới nghĩ đến bệnh ung thư vậy bác sĩ? Thực ra nó có nhiều yếu tố. Trong đó thì tuổi mình sẽ chú trọng đầu tiên. Nếu mà mình trên 45 tuổi, tình trạng của chị hiện tại thì chị 40 thì nguy cơ nó cũng thấp chị nha. Nghe bác nói thì tôi cũng yên tâm lắm. Dạ. Cảm ơn bác. Chị có nói với bác sĩ là chị bị chán ăn thì không biết gần đây mình có bị sụt cân không chị? Dạ không bác. Tại vì hồi nãy mới cân thì vẫn 46kg như trước giờ đó bác dạ sĩ. Dạ rồi. Chị có hay bị chóng mặt hay là đi cầu phân đen không? Dạ tôi cũng bình thường, không có bị cái đó bác. Dạ. Rồi, ngoài ra mình có thấy là mình bị nuốt nghẹn nè, hoặc là mình sẽ bị nôn ói kéo dài không chị? Dạ không, tôi nuốt thì bình thường bác sĩ. Buồn nôn thì chỉ muốn buồn nôn thôi chứ không có bị nôn. Rồi, thì với các triệu chứng của mình không khó thì cái nguy cơ mình cũng thấp chị nha. Chị đừng có lo lắng quá. Bây giờ tôi sẽ hỏi thêm về triệu chứng đau bụng của chị nha. Về kiểu đau thì nó đau như thế nào vậy chị? Ví dụ như là nóng rát, đau nhói hay là đau quặn chị? Đau nóng rát bác sĩ. Nóng rát ha. Dạ. Rồi, đau thì nó chỉ ở trên rốn này thôi hay là nó có lan ở chỗ nào khác không? Hình như là không có lan bác, chỉ đau ở đây thôi. Rồi, không lan ha. Rồi, cái cơn đau này nè, thì lúc nào chị cũng thấy nó đau
hay là nó đau thành từng cơn vậy chị? Dạ, đau từng cơn bác sĩ. Ừ, đau từng cơn. Vậy thì mỗi cơn nó kéo dài khoảng bao lâu chị? Cũng khoảng 20 tới 30 phút bác. 20 tới 30 phút ha. Chị thấy cơn đau này nó xuất hiện khi nào? Trước khi ăn hay là sau khi ăn? Làm như là đau không chừng bác ơi. Lúc nào muốn đau thì đau. Cơn đau nó có liên quan đến một số loại thức ăn đặc biệt như là dầu mỡ chiên xào hay là chua cay nóng gì không chị? Không bác. Làm như là có vẻ như không. Không có ha. Còn điều gì khác mà làm cho cái cơn đau này nó tăng lên hay là nó giảm đi không chị? Hình như là tôi không thấy rõ bác sĩ. Không rõ ha. Rồi, về mức độ cơn đau nè, thì trên thang điểm từ 1 đến 10 thì chị thấy cái cơn của mình là khoảng bao nhiêu điểm trên thang điểm 10 chị? Chắc cũng khoảng là 5 trên 10 á bác sĩ. 5 trên 10 ha. Rồi, ngoài ra chị có thấy mình bị ợ lên nè hoặc là trào ngược khi mình nằm không? Dạ không. Không có. Đi tiêu, đi tiểu chị có thấy gì bất thường không chị? Dạ không. Không có ha. Rồi, ngoài ra mình có bị tiêu chảy hay táo bón gì không? Không bác sĩ. Không có chị ha. Bây giờ tôi sẽ hỏi thêm về một số bệnh lý ngày xưa tới giờ của chị. Dạ. Trước giờ mình có được chẩn đoán bị bệnh gì không chị? Dạ không bác sĩ. Ví dụ như là bệnh tim, huyết áp. Không bác. Bệnh về xương khớp. Dạ không. Bệnh tiểu đường. Không có bác sĩ. Bệnh lao hay là hen suyễn gì đó. Dạ cũng không. Vàng da, động kinh hay là bị tai biến trước đây. Không có bác sĩ. Cũng không có chị ha. Dạ. Mình có sử dụng thuốc chị kéo dài không chị? Dạ không. Không có. Trong gia đình mình là ba mẹ nè, anh chị em hay là ông xã mình ở đây, có ai có bệnh lý ngày xưa đến giờ không chị? Dạ cũng có bác. Có ba thì bị tăng huyết áp đó bác sĩ. Mẹ thì bị đau khớp. Dạ. Đi lại cũng khó khăn. Ừ. Còn ông xã thì cũng có uống rượu bia bác. Nên cũng có lúc nghe ảnh than đau bụng đó bác sĩ. Nếu mà chồng chị cũng có triệu chứng về đau bụng giống chị thì lần sau mình tới khám, mình nên cùng đi với anh ha, để bác sĩ sẽ khám cho anh chị luôn. Chị có nói với tôi là mình làm ở công ty bán hàng online. Vậy thì công việc nó có căng thẳng quá không chị? Cũng có bác ơi. Công việc cũng lu bu lắm bác sĩ. Chị có để ý thấy những khi mà cái công việc nó căng thẳng nhiều hơn thì mình thấy nó khó chịu hơn không chị? Dạ cũng có. Giống như mấy tuần nay nè, làm việc nhiều quá đó bác sĩ. Tôi cảm thấy là đau nhiều hơn á. Khó chịu hơn á bác sĩ. Vậy tôi bị bệnh có phải do công việc không bác sĩ? Thực ra nó có rất là nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà căng thẳng là một trong số đó. Theo tôi thì chị nên giảm bớt công việc của mình thì nó sẽ tốt hơn chị nha. Vậy hả bác? Vậy mà tôi đâu có biết đâu. Dạ, dạ tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại. Nhà chị ở đâu vậy chị? Có gần công ty không chị? Nhà thì ở quận 5 bác. Công ty thì ở bên quận 7 nữa bác sĩ. Dạ. Vậy cũng hơi xa chị dạ, ha. Dạ, đi xa lắm bác. Bình thường hàng ngày đi làm á, là có xe công ty đưa rước không chị? Dạ không, tự đi một mình bác sĩ. Vậy chắc là chị cũng nên nhờ ông xã mình đưa hoặc là đi xe ôm gì đi chị, cho đỡ phải cực, chứ một mình đi xa như vậy thì rất là mệt mỏi đó. Ông xã thì đi làm bác ơi. Đi xe ôm thì tốn kém lắm bác. Dạ thôi, chắc cũng phải tiết kiệm một ít chị ha. Dạ đúng rồi, tiết kiệm. Dạ. Trong gia đình mình là có bao nhiêu thành viên chị? Dạ có hai vợ chồng với hai đứa con đó bác. Dạ. Cái công việc ở nhà là có ai phụ giúp chị không? Cũng không có ai bác, đi làm về thì chỉ có một mình nè. Dạ. Giống như cơm nước với giữ mấy đứa nhỏ vậy đó bác sĩ. Rồi, vậy tôi biết rồi. Mình vừa lo cho công việc mà vừa cho công việc ở nhà nữa thì chắc chắn là cái áp lực với sự mệt mỏi rất là nhiều. Dạ, nên đúng chị rồi. Cần phải nghỉ ngơi thêm nữa chị nhé. Cũng khó lắm bác, tại vì cũng không có ai á, cho nên cứ làm suốt vậy bác sĩ. Thôi, cố gắng chị nha. Dạ, nhưng mà nghe bác nói thì sẽ cố gắng. Dạ. Bây giờ tôi sẽ hỏi thêm về sức khỏe tổng quát của chị nha. Chị có nói với tôi là mình bị ăn không ngon nhưng mà không có sụt cân. Dạ đúng rồi. Tuy nhiên thì hiện tại mình có thấy mệt mỏi nhiều hơn không chị? Dạ cũng không bác. Cũng như mệt mỏi cũng như mọi ngày thôi bác. Mình ngủ có tốt không chị? Ngủ thì ngon lắm bác sĩ. Tại làm việc mệt mà bác. Dạ. Dạ. Hiện tại mình có thấy bị đau ngực không chị? Dạ không có đau ngực bác. Có hồi hộp hay đấm trống ngực gì không? Dạ cũng không. Không có ha. Có bị khó thở? Khó thở không bị. Hoa mắt hay là chóng mặt? Không bác sĩ. Có ù tai hay là có gì khác nữa không chị? Dạ không. Không có ha. Bác sĩ ơi, vậy tôi bệnh có nặng không vậy bác sĩ?
Chị đã đến đây khám rồi thì chúng tôi sẽ lo lắng cho tình trạng của chị. Dạ. Chị cũng yên tâm, hy vọng là sẽ giúp đỡ chị được cải thiện phần nào về cái triệu chứng của mình chị nha. Dạ, dạ bác nói cũng mừng, cảm ơn. Dạ. Bây giờ trước khi qua phần thăm khám, tôi sẽ tóm tắt lại một số thông tin đã trao đổi với chị từ đầu buổi đến giờ chị nha. Dạ. Chị là Nguyễn Thị Nga, 40 tuổi, hôm nay đến khám vì bị khó chịu ở vùng bụng. À, 3 tháng nay thì mình bị khó chịu kèm với đau bụng ở mức độ nhẹ, không rõ ràng, kèm với đầy bụng. 2 đến 3 tuần qua thì mình cảm thấy là đau bụng nó rõ ràng hơn, bụng nó bắt đầu nó có lịnh bình cũng như là buồn nôn sau ăn. Hiện tại thì chị thấy đau bụng ở trên rốn, đau theo kiểu nóng rát, không lan, đau thành từng cơn, mỗi cơn kéo dài 20 đến 30 phút, mức độ là khoảng 5/10. Dạ, đau thì không liên quan đến bữa ăn cũng như là không có yếu tố nào làm tăng giảm đau hết. Dạ. Hiện tại thì không thấy bị trào ngược cũng như là không tiêu chảy, không táo bón. Còn triệu chứng về đầy bụng của mình thì ở mức độ trung bình, buồn nôn thì nhẹ sau khi mình ăn. Ngày xưa đến giờ thì mình không được chẩn đoán bị bệnh lý gì hết, không sử dụng thuốc, không hút thuốc lá, uống rượu bia. Dạ, tuy nhiên công việc của mình thì khá là căng thẳng. Trong gia đình mình thì ba mẹ, anh chị em ruột thì không có ai có bệnh lý nào liên quan đến tình trạng mình ngày hôm nay hết. Thì vừa qua thì tôi đã tóm tắt một số thông tin cho chị rồi. Thì bây giờ tôi sẽ khám cho chị nhé. Dạ, cảm ơn.